Nè là cái dứa Nam Mỹ nó đã trổ, bông cái màu của nó là màu vàng xanh. Thank you.
lần đầu tiên mới thấy cây dứa Nam Mỹ trổ hoa. Nào là cây dứa Nam Mỹ nó đã trổ bông, cái màu của nó là màu vàng xanh. Bữa nay mình mới được biết là cái bông của nó đó. Và đây là cái cây nó đang lấy ngồng khoảng thời gian khoảng hơi tháng sau nó mới trổ. Cây này nó có cái sức nó lên cái ngồng to hơn. Nó trổ như cây này là 3 tháng rồi, thời gian mà nó lên ngồng ở dưới đất đầu nó lên ngồng rồi tới bây giờ nó trổ rồi là 3 tháng rồi. Và bây giờ mình cũng xin kết thúc cái video. Xin trân trọng cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã xem video của mình vừa qua. Mình quay về cái cây dứa Nam Mỹ nó trổ hoa.